Kế toán trong mảng vàng bạc là một lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi bạn cần phải xác định được các phương pháp hạch toán chính xác, phương pháp tính kho và các lưu ý cần khi làm loại hình này. Kế toán Việt Hưng đã xây dựng khóa học kế toán tổng hợp trong công ty vàng bạc đá quý, căn cứ trên các hồ sơ chứng từ thực tế để hiểu rõ được quy trình hạch toán, giúp các bạn hiểu được công việc của một kế toán trong công ty dịch vụ vàng bạc đá quý, thành thạo mọi nghiệp vụ với mục đích cuối cùng là lập được báo cáo tài chính, phân tích và xử lý khắc phục những sai sót. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học này. Trong nội dung của khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, nội dung thứ hai là các chứng từ phát sinh và nội dung thứ ba là hoàn thiện để lên báo cáo tài chính cuối năm. Ở nội dung khai báo đầu kỳ, hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc bàn giao sổ sách từ kế toán cũ để nắm được số liệu cũng như quy trình của một công ty. Thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, so sánh kiểm tra và đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản. Ở nội dung thứ hai, đi vào các chứng từ phát sinh thực tế trong công ty vàng bạc, hướng dẫn cách hạch toán đối với mua hàng hóa, hạch toán đối với các chứng từ hóa đơn bán ra, mua công cụ tài sản cố định, hạch toán đối với nghiệp vụ lương và trích bảo hiểm xã hội, cân đối công nợ phải thu phải trả, phương pháp tính giá xuất kho và các chỉ tiêu cân đối trên báo cáo tồn kho và báo cáo tài chính. Hướng dẫn thực hiện lập các tờ khai phải nộp hàng tháng, hàng quý. Và nội dung thứ ba liên quan đến công việc cuối năm. Để lên được một báo cáo tài chính, sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc kiểm tra các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Cân đối các số liệu trước khi nộp báo cáo, hướng dẫn nộp các tờ khai quyết toán đối với công ty vàng bạc đá quý. Hướng dẫn thực hiện việc in các sổ sách, sắp xếp các hồ sơ và kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế đối với công ty mảng đặc thù vàng bạc. Ở khóa học này, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức bao gồm hình thức học lớp online, một giáo viên kèm một học viên, và đặc biệt là tất cả các chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online trên trang web ketoanviethung.com hoặc trên chính chứng từ thực tế của công ty mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến hotline số 0988680223.